Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục có cái lô hàng mới về. Thì em lại tiếp tục giới thiệu chia sẻ cho mọi người những cái mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có và báo giá chi tiết từng loại cho các bạn. Và cũng nhân đang cái dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, hôm nay đã là mùng 9 tháng 3 rồi các bạn ạ. Ngày mai nữa thôi là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Thì cũng nhân dịp lễ với cái chúc mọi người đi chơi trên những cung đường thì thường lộ bình an và có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và mạnh khỏe nhá. Đấy. Em trước khi đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan cho các bạn thì em xin được giới thiệu với cơ sở lan rừng chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đó. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp mua hàng với cơ sở chúng em là số 0984754102 và số 0967615815 nhé các bạn nhé. Đó. Cả hai số điện thoại đấy đều là số của Viettel. Nên là và hình thức bán hàng của em thì em sẽ nhận các đơn hàng trực tiếp từ các bạn là gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho hai số điện thoại đấy của chúng em. Còn những bạn mà nhắn tin vào Zalo hoặc Facebook thì chúng em không nhận được đơn hàng luôn nhé các bạn nhé. Tại vì ở trên Zalo hoặc Facebook thì chúng em nhận các phản hồi của các bạn trực tiếp từ các bạn thôi. Còn đơn hàng thì chúng em không nhận luôn nhé. Rồi bây giờ em đi vào báo giá chi tiết từng loại luôn. Và hôm nay em có làm một combo 500.000. Một combo 500.000 mà được rất là nhiều loại lan, mỗi loại một giò luôn. Được gồm tất cả là 14 loại lan các bạn ạ. Đấy. Cũng có hoàng thảo, chủ yếu là các dòng lan hoàng thảo và giáng hương có nha các bạn nha. Đấy, giáng hương gồm có giáng hương đuôi cáo, giáng hương vanda hương chanh, giáng hương tam bảo sắc và giáng hương sóc tím. Thì đầu tiên em giới thiệu cho các bạn về cái giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc thì bây giờ nó đang vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Nói chung là hàng combo thì chủ yếu là hàng cây nhỏ nhé các bạn nhé. Hàng cây nhỏ, hàng cây giống. Đấy. Với cả hôm nay em cũng bán giảm giá các mặt hàng kg cũng khá là nhiều. Đấy, giảm 20-30 nghìn mỗi loại. Đó. Đây là giáng hương tam bảo sắc đây. Hàng thì cây nó nhỏ nhỏ vừa vừa này thôi các bạn ạ. Nhưng mà sắp tới thì bây giờ đang ra mùa nụ đấy các bạn ạ. Thì sắp tới nó vẫn ra nụ bình thường nhé các bạn nhé. Đấy, cái này về nhìn lá thì nó sẽ hơi héo một chút. Nên là các bạn mang về là các bạn ngâm ngay vào B1 cho em. Rồi treo lên để rão nhé. Ngâm B1 chừng khoảng 30 phút thôi là chúng ta vớt lên. Treo để rão phun xương bình thường. Để cho cây sau khoảng một tuần sau thì cây nó sẽ lại xanh tươi trở lại nhé các bạn nhé. Đó. Còn đây là vanda nâu hương chanh đây. Vanda nâu, vanda hương chanh. Đấy. Hoặc là nó sẽ có cả bông màu nâu và bông màu vàng chanh nhé các bạn nhé. Đó. Hoa rất là thơm ạ. Còn đây là giáng hương đuôi cáo. Đấy. Cũng có một phần giáng hương đuôi cáo nữa. Đủ chúng ta trồng một giò nó vừa vừa nhé. Đây là giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo thì bây giờ cũng bắt đầu đi vào mùa ra nụ nhé các bạn nhé. Cây sẽ nở hoa vào cuối tháng 4. Đó. Còn đây là hoàng thảo môi tua. Đấy, hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua chuẩn bị ra một nụ nhé các bạn nhé. Và còn đây là lan hoàng lạp. Hoàng lạp thì cũng mới tàn hoa xong vừa rồi đây. Và cây bây giờ đang xuất hiện những cái mầm gốc rồi nhé các bạn nhé. Đó. Những cái mầm gốc trắng trắng này. Đấy. Lan hoàng lạp nhé. Còn đây là lan đùi gà dẹt này. Đùi gà dẹt. Thì cũng mới tàn hoa cách đây độ khoảng tuần 2 tuần. Đấy. Còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì nó sẽ nở hoa sau đùi gà dẹt khoảng 2 tuần. Và cây nó cũng mới tàn hoa vừa rồi đây nhé các bạn nhé. Đây đùi gà tròn này. Và còn đây là giáng hương sóc tím đây. Cũng có một bó giáng hương sóc tím nữa đây. Đấy. Cây rất là đẹp.
Và đây là kim điệp xuân nhé các bạn nhé. Đây là kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân thì cũng mới hết mùa hoa nhé các bạn. Thì còn như cái sóc thì cũng đang bắt đầu đi vào mùa hoa. Và đang rất nhiều cây đang có nụ rồi nhé các bạn nhé. Đấy, còn kim điệp xuân thì bây giờ đang lên những mầm gốc như này nhé các bạn. Đó. Những cái này thì chúng ta lấy về trồng để sang năm chúng ta chơi hoa. Còn đây kiều vàng. Đấy. Kiều vàng thì bây giờ cũng đang là mùa hoa. Có những cây đã nở hoa và có những cây thì vẫn còn đang có nụ nha các bạn nhé. Đó, đây kiều vàng. Và còn đây là lan điện biên đông, hay còn gọi hương rừng đấy ạ. Hoa rất là thơm. Đó, hoa màu vàng rực, rất là thơm. Và còn đây là ngọc thạch ba màu rừng Lào nhé các bạn nhé. Ngọc thạch ba màu rừng Lào nhé. Hàng rừng Bắc thì em hết hàng rồi. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân hàng cây giống thôi các bạn ạ. Đấy, bây giờ cây đang lên những cái mầm này, đẻ cây y nữa này. Đấy, dòng này thì cực kỳ là dễ thuần luôn. Bỏ đâu nó cũng sống nhá. Và tiếp theo đây thì gồm có nhất điểm hoàng. Đó. Đây nhất điểm hoàng nhá các bạn nhá. Đó. Đấy, vừa rồi là gồm 14 loại lan cho một combo 500.000 nhá. Đấy. Em làm một combo như vậy này các bạn đủ trồng một giò nó vừa đủ luôn, không phải to lắm mà cũng không phải nhỏ lắm nhé các bạn nhé. Và tiếp theo đây là những mặt hàng kg mà hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Như ở đây là cái giáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn nhé. Em còn độ khoảng 2 kg này. Đấy, giáng hương miệng kín hai thùy dòng này rất đáng để sưu tầm, tại vì ở trên thị trường thì từ trước giờ vẫn chưa có hàng để chia sẻ mọi người nhé. Đó, dòng này thì nhìn thân lá rất là đẹp, nó đẹp hơn cây cáo rất là nhiều, lá xếp, lá dày, lá to, nhưng mà lá rất cứng nên là lúc khai thác về lá nó giòn, rất là dễ gãy. Đó, như những lá này nó bị gãy. Đó, có giá là 100.000 một kg thôi này. Đấy, chỉ có độ khoảng 2 kg. Và còn đây là giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo thì bây giờ đang đi vào mùa nụ như này nhé các bạn nhé. Đó, giáng hương đuôi cáo, đây toàn cây to, hàng tuyển cây to hết nha các bạn nhá. Đấy, hàng vừa thì em bán sỉ vào các nhà vườn nhập vào để trồng rồi. Em tức là tuyển để một ít cây to để em chia sẻ với mọi người. Đó, có giá là 300.000 một kg ạ. Và lan giáng hương đuôi cáo nhá các bạn nhá. Đấy, cây rất là to đẹp đẹp luôn ạ. Cái này thì độ khoảng 5 cây 1 kg. Đó, vòi hoa thì đang rất nhiều luôn, gần như là cây nào cũng đang ra nụ hết rồi các bạn ạ. Chúng ta nên mua sớm nhá, đến khi nụ dài quá thì cây nó lại chết nhá. Không phải cây chết, em xin lỗi, em nói nhầm, nụ nó lại bị gãy và nụ nó bị dập thì nó sẽ bị chết nụ nhá các bạn nhá, thì chúng ta sẽ không chơi hoa. Và còn đây cũng là giáng hương đuôi cáo, toàn là hàng dề nhá các bạn nhá, ít nhất là 3 ngọn trở lên. Đuôi cáo hàng dề này có giá là 400.000 một kg ạ. Đấy, hàng dề thì nó được cái lợi thế là nó sẽ ra bông đều nhau nhé các bạn nhé. Đó, toàn hàng dề thôi. Đấy, ít nhất là 3 cây hoặc là cây mẹ con. Đó, đấy, rất là đẹp luôn ạ. Toàn hàng dề thôi các bạn. Đó, cây rất là to đẹp luôn. Đấy, và còn đây là giáng hương tam bảo sắc. Đây, giáng hương tam bảo sắc, cây cực kỳ là đẹp luôn. Đó, lô này thì nói chung là cũng có lác đác khá là nhiều cây bị héo lá nha các bạn nhá. Và nay em bán giảm giá chỉ còn 180.000 một kg thôi này, còn bình thường thì em vẫn bán giá là 200.000 một kg về cái lô hàng này nhá. Đó, tại vì lô hàng này thì nói chung là nó cũng không phải đẹp lắm mà cũng không phải xấu lắm. Đó, cái loại hàng đẹp thì nó có giá khác cơ, 400-500.000 một cân có, mà 150 cũng có. Đấy, nhưng mà về cái loại hàng này thì là 200.000 một cân, thì nay em giảm còn 180.000 một cân thôi nhé các bạn. Đó,
Và còn đây là lan kiều tím. Kiều tím này em có 2 dề đây. Đấy. Kiều tím này em có 2 dề đây thôi. Dề này là 350.000 nhá các bạn. Đấy, dề này có 1 cân luôn. Dề này có 1 cân 350.000, thân ngắn. Đó. Và còn đây một dề này nữa. Dề này 300.000 này. Dề này thì thân to, dài. Nhưng mà mỗi tội là nó xuống lá. Còn ít lá thôi các bạn. Như những thân này cũng là những thân để cho hoa được này. Kiểu tím thì bây giờ đang đi vào mùa nụ nhá các bạn. Dề này có 300.000 thôi. Đó. Còn đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua có giá là 150.000 1kg nhá các bạn. 150.000 1kg hoàng thảo môi tua nhá. Đó. Và còn đây là lan kiểu vuông rừng Lào nhá các bạn. Kiểu vuông rừng Lào còn độ khoảng 2kg thôi này. Chắc là em hết hàng loại này rồi. Đấy, loại này có giá là 200.000 một cân thôi. Và còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì hôm nay có một dề hàng cực kỳ đẹp luôn này. Đó. Dề này cực kỳ đẹp luôn, 600.000 ạ. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn, sáu ngọn, bảy ngọn, tám ngọn, chín ngọn các bạn ạ. Dề này có 9 ngọn để sắp tới nó sẽ nở hoa tháng 7, tháng 8. Để, là 600.000 nhá các bạn. Dề này rất là to đẹp luôn ạ. Còn đây là hàng kg đây, xanh mướt đây. Hàng tươi rói đấy ạ. Đấy, 150.000 1kg thôi. Lan phi điệp vàng nhá các bạn. 150.000 1kg ạ. Và còn đây em có một bó long nhãn. Bó long nhãn này có giá là 100.000 thôi. Đó. Bó long nhãn này có giá 100.000 này. Và còn đây là kiều tím miền Trung mà hàng thanh lý thôi các bạn, giá là 200.000 1kg, hàng giống cho các bạn, gần như là không có lá nha các bạn nhá, nhìn nó rất là ấy, gần như là không có lá luôn và vẫn lác đác có những cây nó vẫn có nụ như này đây, đấy cây nhỏ nhỏ nó vẫn cho nụ nó hoa như này đây, đó, cây này là năm ngoái nó nở hoa một lần nữa nha các bạn nhá. Năm nay tiếp tục nở thêm tiếp bông này. Đó. Nở tiếp một chùm hoa tiếp này. Đấy, 200.000 một cân. Loại hàng giống thôi các bạn. Đấy, như cây này là nụ khá là to này. Đó. Đấy, kiều tím đấy ạ. Và còn đây một phần kiều vuông. Phần kiều vuông này có cả, cũng chủ yếu là thân gãy với cả thân không còn lá thôi. Thì 200.000 phần này. Chắc phải tầm khoảng 2 cân rưỡi đến 3 cân như này. 200.000 thôi. Đó. Cái phần kiểu vuông này. Và còn đây lan hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì có giá là 200.000 1kg. Nay em giảm giá còn 170.000 1kg này. Đấy, 170.000 1kg hoàng phi hạc nha các bạn nhé. Và còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng nay em bán giá thanh lý cho mọi người là 100.000 1kg nhé các bạn. Nhất điểm hoàng nhé. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân này em cũng bán với cái giá thanh lý là 100.000 1kg đây này. Đó. 100.000 1kg. Kim điệp xuân nhé. Và còn đây là ngọc thạch rừng Lào. Ngọc thạch rừng Lào này em bán giảm giá cho mọi người là 160.000 1kg nhé các bạn nhé. Đấy. 160.000 1kg ngọc thạch rừng Lào đấy ạ. Đó, ngọc thạch ba màu nhá. Ngọc thạch rừng Lào thì nói chung là nó sẽ cho chuẩn ba màu luôn, chứ nó không cho bông hai màu như cái ngọc thạch Bắc. Nhưng mà thân nó lại mảnh hơn ngọc thạch Bắc nhé các bạn nhé. Đó. Và còn đây là kiều vàng. Kiều vàng này thì nói chung là hàng cũng không được đẹp mấy rồi. Nhìn nó cũng khá là héo lá. Đấy. Giá em bán giảm giá cho mọi người là 180.000 1kg nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng này thì luôn có giá bình thường là 200.000 1kg. Đấy. Nay em giảm 20.000 còn là 180.000 1kg nhé. Và còn đây là long tu xuân. Cái mặt hàng này thì bây giờ rất là khan hàng. Long tu xuân, hàng đẹp này có giá là 280.000 1kg nhé các bạn. Long tu xuân ạ. Mặt hàng này bây giờ gần như là không có hàng để bán luôn. Và còn đây là cái hàng giống, hàng cây giống. Đấy. Hàng cây giống này có giá là 220.000 1kg thôi các bạn.
À, cái giống này cây nhỏ nên là chúng ta sẽ được lợi đầu cây, cho vào vườn là rất thích hợp. Đấy, 220.000 1 kg nhé các bạn nhé. Và còn đây em có 3 dề quế tháng 8 nhé các bạn. Ở đây em có 3 dề quế tháng 8 này. Đó, dề này lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Đó, nhìn thì nó hơi nhăn nheo một tí, tại vì lúc đóng gói hàng về thì ấy, một số lá nó bị vỡ một tí. Đấy, dề này rất là đẹp luôn ạ. Để em đếm ngọn cái dề này cho mọi người xem nhé. Đó, dề này rất là nhiều lá. Một ngọn, 2, 3, 4, 5 ngọn, 6 ngọn con, 7 ngọn, 5 ngọn và 2 cây con nhớ các bạn nhé. Rồi đúng rồi, chuẩn xác luôn. Đấy, 5 ngọn này với 2 cây con có giá là 1 triệu này. Đó, dề này nhé, dề quế trắng tháng 8 này. Đấy, nãy em lại cầm máy quay lại nó lại không được ấy cho lắm. Đó, dề quế trắng tháng 8 có giá là 1 triệu nhá các bạn nhá. Rất đẹp luôn ạ. Đấy, lá xếp cả thôi. Và còn đây có một dề này thì nó nhỏ nhỏ hơn, cũng là lá xếp luôn này. Đó, lá xếp lá nhỏ hơn. Gồm có 1, 2, 3 ngọn to. Đấy, 3 ngọn to nhá. Và một ngọn bé có giá là 600.000 ạ. Hai ngọn bé, hai ba ngọn bé luôn, 1, 2, ui ba ngọn con luôn này. Đấy, ngọn này thì nó hơi xoăn ngọn vào tí. Đấy, ba ngọn to và ba ngọn bé nhé các bạn nhé, ba ngọn con nhé, là 600.000 ạ. Và còn đây một dề nữa này, dề này là một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, ba ngọn cũng khá to luôn. Dề này cũng khá là lướt, nó hơi lá lướt chút chứ nó không được xếp nhé các bạn nhé, không được xếp như hai dề đấy. Thì dề này có giá là 500.000 nữa này. Đó, ba ngọn to và một ngọn con nhé các bạn nhé. Đó, thì đấy em cứ đếm từ bên này sang. Đây là dề dề 1 triệu là dề số 1 này. Còn dề 600 là dề số 2 này. Còn dề 500 là dề số 3 này. Đấy nhớ các bạn nhé. Đó. Và còn đây em còn một phần dáng hương Mỹ Dung đây. Phần dáng hương Mỹ Dung này có giá là 100.000 thôi này. Chỗ này 5 lạng. Đó. Và còn đây em có hai cây Vanda nguyên bản khúc cây này và vẫn còn đang có nụ nhé các bạn nhé. Cái này thì Vanda cho hoa màu nâu mà hoa rất là thơm luôn ạ. Đấy, Vanda hương chanh. Cây này như cây này đây có 3 vòi nụ này thì bị gãy mất một vòi nụ các bạn ạ. Tiếc thật đấy. Cây này có 3 vòi nụ nhưng mà gãy một vòi nụ, còn 2 vòi nhá. Đó, cây rất là nhiều lá luôn ạ. Lá xếp nhá. Còn đây một cây nữa này. Cây này cũng có 3 vòi nụ nhá các bạn nhá. 3 vòi nụ thì còn lành nguyên luôn này. Để sắp tới chúng ta. Cây này có 4 vòi nụ luôn các bạn. Bên này một vòi nữa. Đấy, 4 vòi nụ nhá. Cái này 4 vòi nụ này. Đấy, hai cây này là hai cây Vanda nguyên bản này có giá là 250.000 một cái hai cây này nhá. Các bạn nhá. Và còn trên này đây em có hai dề Vanda to. Đấy, dề này thì cây cực kỳ là dài rồi. Đấy, cây thì cũng mới tàn hoa vừa rồi đây. Đó, đây là những cái ngồng hoa mà vừa rồi nó đã tàn đây. Nhìn ngồng hoa nó ngắn ngắn vậy thôi nhưng bông rất là to nhé các bạn nhé. Cây này thì sẽ cho bông màu vàng chanh này. Đấy, loại cây này sẽ cho bông màu vàng chanh này. Cây rất to dài luôn các bạn. Đó, dề này đếm luôn mấy cái ngọn dài ở dưới này. 1, 2, 3, 4 ngọn dài ở dưới này nhé. Đấy, và những cái ngọn này rất là đều nhau đây, ở trên này đây. Rất là nhiều luôn ạ. Đếm luôn từ trên xuống này. 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn này. Đấy, 4 ngọn này. Khó vạch thế nhỉ. Đây, 4 ngọn đây, sang bên này. 5 ngọn. Đấy, 6, 7. Còn rất nhiều ngọn bé bé ở dưới nữa. 8, 9, 10, 11, 12 ngọn. Đấy, có xem là mấy ngọn to đều. 5 ngọn. 5 ngọn là to đều như này nhá. Đó. Và những ngọn còn lại đấy thì nó hơi bé bé hơn chút.
là nó sẽ độ khoảng 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp lá, 4 hoặc 5 cặp lá, những ngọn bé rất to đẹp luôn. Đấy. Dề này thì có giá là 1.500.000 nhá các bạn. Dề Vanda này, 1.500.000. Nó phải dài trên 1 mét luôn. Cái dề Vanda này rất là đẹp ạ. Đó. Đấy. Lá xếp luôn. Và còn đây có một dề này nữa này. Dề này thì nó cũng to, rất là to, rất là nhiều ngọn nha các bạn nhá. Đấy, dề này thì em để giá cho mọi người là 1.600.000 thôi. Đấy. Nhưng mà ngọn nó không được to dài như cái dề đấy, nhưng mà nó rất là nhiều ngọn luôn. Dề này thì vừa rồi nó trốn hoa, bây giờ vẫn chưa ra hoa mấy này. Sang năm này dề này thì nở hoa thì khỏi nói luôn. Riêng cái bộ rễ này là rất khỏe nhá các bạn nhá. Bộ rễ này rất là khỏe, về các bạn treo lên vào trụ gỗ cho nó phát triển dần dần. Riêng rễ này thôi là chúng ta không cần phải cắt tỉa nữa. Những cái rễ dòng dáng hương này nhá các bạn nhá. Về nó khô rễ nào chúng ta tỉa đi cho nó đẹp rễ đây thôi. Đấy. Và còn đây em có mấy cái này cũng là liền dề thôi, chẳng qua là bóc ra là nó rời ra nhé các bạn nhé. Đó, chỗ này em bán chia sẻ mọi người là 300.000 này, cây to này, nó cũng là hàng dề nhé các bạn nhé, lá hơi nhăn nhăn nhá, đó, lá hơi nhăn nhăn nhé các bạn, đó, đấy cây to này, phần này 300.000 thôi, cũng là hàng dề nhá các bạn nhé, chẳng qua là nó được tách ra, thành thì nó rời đi thôi, đó. Cây này thì khá to, hơi héo lá một tí. Đấy. Còn mấy thân ở dưới này thì rất là tươi đẹp luôn. Đó. Còn đây hàng kg đây. Hàng kg thì có giá là 150.000 một kg thôi các bạn. Đó, 150.000 một kg thôi. Đấy, bây giờ có cây này là có nụ này, còn mấy cây đấy thì hình như là hết mùa nụ rồi. Đó. Có cây nào nở muộn nó vẫn còn nụ đấy các bạn. Đấy, cho cây có nụ này là vào luôn là cái phần 300 này nhá các bạn nhá. Đấy, phần 300 này là gồm có một cây có nụ này nhá. Còn hàng kg đây chắc còn độ khoảng 3 kg nữa thôi. Đó. Và còn đây là kim điệp thơm. Kim điệp thơm thì còn ít hàng giống đây. Có giá là 180.000 một kg nhá các bạn. Đấy, 180.000 một kg đấy. Còn đây là hạc vĩ rừng Lào loại thân tía nhá các bạn. Đấy, 260.000 một kg ạ. À. Đó, loại hàng này thì không có nhiều đâu các bạn. Còn đây có một phần chuối ngọc đây. Phần chuối ngọc này em bán thanh lý cho mọi người về làm giống là 100.000 thôi này. Đó, 100.000 cho phần chuối ngọc này. Nó phải trên gần 2 kg. Đó. Và còn trên này đây thì lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt nay em bán xả hàng đi cho hết lô hàng luôn này. Là 140.000 một kg nhé các bạn. Đấy, loại hàng giống ạ. Chứ còn bình thường nó vẫn luôn có giá là 180.000 một kg. 150 thì hôm qua em đã giảm giá là 150 rồi này. Hôm nay em giảm tiếp 10.000 nữa cho mọi người là còn 140.000 thôi. Đó. Và còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn này thì nói chung là nó cũng là hàng giống thôi, cũng như cái đùi gà dẹt cũng vậy. Bây giờ nó đã xuống hết lá và đang trở lên những cái mầm gốc thôi nhé các bạn nhé. Thì đùi gà tròn đùi có giá từ trên 200.000, nhưng nay em chỉ bán chia sẻ mọi người là 160.000 thôi này, để làm giống này. Đấy. Đó, 160.000 nhé các bạn. Và còn đây em có lan kiếm đỏ các bằng này. Lan kiếm đỏ các bằng các bạn nhá. Lan kiếm đỏ các bằng nhá các bạn. Đấy, lan kiếm đỏ các bằng thì mỗi bó này là 70.000 một bó nhá. 70.000 một bó nhá các bạn. Đó. 70.000 một bó này, lan kiếm đỏ các bằng sẽ nở hoa vào tháng 7 tháng 8 nhá. Và còn đây em có một dề rất là to luôn ạ. Dề nó rất là to và lá cũng to. Đấy. Cây rất là tròn đẹp và xanh mướt, rất là nhiều củ tơ này. Đấy. Đó. Ui trời, rất là to luôn các bạn ạ.
Cây đây vẫn còn đang đẻ con chi chít luôn này. Đó. Dê này có giá là 600.000 đây. Các bạn nào lấy về trồng làm kiểng luôn vào chậu to. Rất là đẹp luôn ạ. Dê này xanh mướt này. Đó. Và còn đây lan hoàng lạp nhé các bạn. Đây là lan hoàng lạp. Có giá là 150.000 1kg. Nay em giảm giá còn 130.000 1kg lan hoàng lạp nhé các bạn. Đấy, giảm giá cho các bạn là còn 130.000 1kg này. Nhất điểm đây là nhất điểm hồng hay là gọi là trinh bạch đấy. Thì giá 180.000 1kg. Nay em giảm giá còn 150.000 1kg thôi nhé các bạn nhé. Lan trinh bạch ạ. Còn đây là lan sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên. Ok, này các bạn ấy để lẫn một hai cây hoàng lạp vào đây rồi. Đó. Lan sơn thủy tiên. Các bạn để lẫn khá là nhiều hoàng lạp vào đây. Lan sơn thủy tiên thì có giá là 200.000 1kg. Nay em bán giảm giá còn 170.000 1kg nhé các bạn. Chắc chỉ còn độ khoảng 4kg. Số này lấn hoàng lạp khá là nhiều. Đó. Chúng em sẽ lọc cái hoàng lạp ra riêng. Cái hoàng lạp thì nhìn thân nó gầy và héo hơn nhé các bạn nhé. Đấy, như những thân này là hoàng lạp à. Đấy. Như đây là sơn thủy tiên này. Đấy. Thân nó héo nhưng nó vẫn bóng này. Chứ còn cái hoàng lạp thì thân nó không được bóng. Nhìn nó khác hơn cái sơn thủy tiên rất là nhiều. Đó. Đó, vừa rồi là những mặt hàng lan mà hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Và giá chi tiết từng loại em đã báo giá cho các bạn nhá. Thì các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.